Hôm nay là năm thứ 15 năm Caravan từ thiện 2030. Mình cũng không nghĩ rằng là nó đã 15 năm rồi. Khi mình chính thức gia nhập vào ban chủ nhiệm 2030, nhiệm kỳ lần thứ 3, thì mình nghĩ ngay đến cái việc là bây giờ thì ai cũng có xe hơi, thì thế nào thì chúng ta cũng có dư ra một số đồ mà mình cảm thấy mình không xài nữa, mình mang những cái thứ đó cho đồng bào nghèo. Nghĩ sao thì làm vậy, nhưng luôn luôn là với danh nghĩa của câu lạc bộ 2030. Và từ cái suy nghĩ đó thì mình có một cái anh bạn đồng hành trẻ hơn là Trịnh Văn Thành. Mình chia sẻ ý tưởng này thì bạn Thành đồng ý ngay lập tức. Cái lúc đó là chưa có ai có khái niệm về cái caravan ở phía Bắc Sài Gòn. Thực sự là như vậy, chúng tôi có thể nói rằng là chưa hề có cái khái niệm nào về tổ chức của caravan. Mà cái từ caravan đó chúng tôi đã tìm hiểu ra ở những các cái đoàn caravan ở nước ngoài. Thế thì tôi và anh Tuyên cùng những là một số anh em nữa nói chuyện với nhau là chúng ta sẽ quyết tâm chúng ta tổ chức một chương trình này. Thì lúc đó cũng chỉ các anh chị doanh nhân, doanh nghiệp là chúng tôi mỗi người đều có cái gì đó chúng tôi đóng góp bằng cách rằng là có quần, có áo, có sách, có vở, có xe lăn, có xe đạp, có bất cứ cái gì chúng tôi có thể xin được. Và chúng tôi muốn trao một cái hoạt động để làm gì? Để chúng tôi muốn rằng là những cái doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ làm việc ở cái nơi mà chúng ta đang sinh sống là thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng ta còn biết chia sẻ với cộng đồng. Và ngoài cái việc chia sẻ với cộng đồng, cái số tiền nó thực sự nó không có lớn. Tuy nhiên nó tạo ra một cái nét rất là đặc biệt của 2030, đó là cái cách gì? Gia đình cộng với các doanh nghiệp và các mạnh thường quân và các em nhỏ, đặc biệt là các em sẽ đi cùng với chúng ta. Và chính các em là những người mà sẽ cảm nhận được những cái giây phút mà chúng ta chia sẻ với các em ở vùng khó khăn hơn. Thì các bạn nhỏ của chúng ta, các gia đình chúng ta sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của chúng ta như thế nào, cái tấm lòng của mỗi con người với con người như thế nào. Mình mới gõ cửa xin từng anh em, bạn có cái gì thì cho câu lạc bộ cái đó. Nếu bạn có quần áo cũ, bạn có sách cũ, bạn có thể đóng góp được gì, bạn có thể cho nón, bạn có thể cho áo, bạn có thể cho bút, bạn có thể cho xe lăn, bạn có thể cho những cái gì mà cái người họ không còn khả năng lao động, họ có thể sống được. Vô tình trong một cái thoáng nghĩ khi Thật tham gia cùng với 2030 trao tặng từ thiện trao quà tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng năm 2010, thì Thật thấy 2030 đem tới rất nhiều những ô tô tải chở xe đạp, chở quà tặng. Nhưng Thật nghĩ rằng những món quà đó sẽ rất hữu dụng, nhưng trong thời gian ngắn hạn, một năm học, ba năm học. Thật nghĩ tới những món quà vô giá, những món quà vĩnh hằng, đó là tri thức. Từ đó, sau chuyến đi đó về, khoảng tầm ngày 3 tháng 5 năm 2010, thì Thập đã đưa ra cái ý tưởng trao tặng tri thức như vậy. Ngay lập tức được những cái nhóm anh em trong ngành nội thất như anh Nghĩa An Cường, anh Việt Table ủng hộ. Và đang có một cái hào hứng từ cái chuyến caravan năm 2010 đó, ngày 1 tháng 5. Thì ngay lập tức là ban chấp hành cùng tất cả những hội viên đều chung tay. Chúng tôi chỉ có 26 ngày, đó là ngày 29 tháng 5 năm 2010, là đã có 2 chiếc thuyền chở đầy quà, máy vi tính, sách và các cái thiết bị kết nối với Internet để đi ra ngoài đảo Thiêng Liêng ở Cần Giờ để chúng tôi trao tặng một cái thư viện đầu tiên. Đến ngày hôm nay, trên 10 năm, trên 11 cái thư viện đã được trao tặng. Và những bé mà ngày xưa cái đây 10 năm thì giờ đã trên 18, 20 tuổi và đã tham gia vào lực lượng lao động trong xã hội và đem lại nhiều giá trị cho xã hội.
Tôi nghĩ rằng đã trên 30.000 các thế hệ học sinh đã tiếp cận với thư viện. Thì về tiểu sử thì tại sao là ban tổ chức Caravan năm 2014, tôi nhớ là đó là anh Hải Nguyên là công ty Handy là làm trưởng ban tổ chức, và tôi là những năm đó là tôi phụ trách về cái mảng từ thiện. Thì trong cái khi mà đi tiền trạm đến các cái trường học nghèo ở các cái tỉnh ở vùng Đắk Nông, thì tôi có dịp tiếp xúc với các thầy cô giáo đó, và có trong một cái buổi là đi ăn tối giao lưu với nhau đó, thì người tâm sự thì hỏi là bây giờ cái nguyên nhân mà tôi cũng không hiểu là tại sao là các trường học ở vùng sâu vùng xa thì được chính sách nhà nước hỗ trợ rất là tốt, học phí thì cũng không phải là đóng học phí, được miễn học phí hoàn toàn, thậm chí là dụng cụ học tập thì cũng là được sách giáo khoa các thứ là cũng được là nhà nước hỗ trợ tài trợ, mà tại sao các em lại, nguyên nhân làm sao các em lại nghỉ học, cứ chuyển cấp mà các em nghỉ học nhiều như vậy? Thì thầy cô mới nói là cái nguyên nhân chính là khi mà chuyển cấp thì các em đi học ở cái trường xa nhà đó, và khi mà đi học trường xa nhà thì không có cái phương tiện đi lại, cũng không có nhiều em mà trường cũng không có cái chỗ ở cho các em ở lại đó, mà các em lại vừa phải phụ giúp gia đình mà vừa phải đi học thì không có cái phương tiện đi lại để di chuyển và đi học có đường xa như thế. Thì từ đó là chúng tôi quyết tâm, từ cái năm 2014 đó là chúng tôi quyết tâm là chuẩn hóa lại cái chương trình vào ngày dịp 30 tháng 4, đó là chương trình là trao tặng xe đạp cho các em đồng hành đến trường. Thì từ đó đến nay thì cũng được 8 chuyến là chúng tôi tập trung vào các chương trình trao xe đạp, và từ mỗi chuyến chúng tôi huy động các doanh nhân thì đóng góp tài trợ khoảng từ 300 đến 1.000 xe đạp mỗi chuyến. Rồi ngoài ra là các cái gói tài trợ như là cặp sách, ba lô, dụng cụ học tập đến trường, nó để trang bị cho các em, ủng hộ động viên các em là làm sao đó, đặc biệt là tập trung vào các em trong giai đoạn gần chuyển cấp đó, tức là từ cấp 1 lên cấp 2, hoặc là cấp những em mà sắp từ cấp 2 lên cấp 3, đó là những cái đối tượng mà chúng tôi tập trung vào. Chúng ta cam kết với nhau một điều rằng chúng ta chỉ làm trưởng ban tổ chức một lần thôi, và chúng ta hãy nhường lại cái việc này cho một bạn khác, mặc dù chúng ta có đầy đủ cái năng lực và chúng ta đầy đủ cái kỹ năng hơn người khác, nhưng mà chúng ta sẽ muốn trao lại cho cái người mới hơn, cái người sẽ chưa bao giờ làm trưởng ban tổ chức, và họ sẽ có những cái sự sáng tạo, họ có những cái làm sự khác biệt. Và chính vì thế cho nên là caravan của chúng tôi cứ mỗi năm là có một cái trưởng ban tổ chức, và đó là một cái concept của chương trình, đó là mỗi một chương trình thì đều có một trưởng ban tổ chức mới. Đặc biệt là 2020 là có cái sự tiếp nối và kế thừa, cũng như là tôn vinh phát triển các thành viên có những năng lực đóng góp cho công tác tổ chức của cộng đồng, của chương trình, của câu lạc bộ. Có thể tôi là trưởng ban tổ chức kỳ đầu tiên, tôi và anh Tuyên đã sẵn sàng, cũng như anh chị khác của những kỳ caravan trước, sẵn sàng làm một cái người trợ lý và một cái người thành viên cho ban tổ chức cho những kỳ caravan kế tiếp đó. Nó một cái điều đặc thù là chỗ đấy. Sau này được nhân rộng ra là các cái thư viện hoặc là các cái xe đạp, được nhân rộng ra là được nhiều hiệp hội khác cũng là tổ chức, thì chúng tôi có thể nói là rất là tự hào. Không chỉ mang giá trị nhân văn về làm thiện nguyện, mà nó gắn kết được trong một chuyến đi 4-5 ngày hành trình cùng nhau trên các cái cung đường khắp cả nước, thậm chí là những cung đường đi qua cả những nước bạn nữa. Thì như vậy là cái sức gắn kết giữa các doanh nhân với nhau, các cái gia đình gắn kết tình cảm với nhau trong cái chuyến đi đấy, như vậy là cái giá trị tinh thần rất là lớn. Nhân đây sau đúng 15 năm, tôi xin chúc cho caravan lần thứ 15 cung đường huyền thoại đi an toàn, đến những nơi mình có thể chia sẻ một cách đầy cảm xúc, và luôn luôn trong từng chuyến caravan thể hiện được bản sắc của câu lạc bộ với sức bật cao, hoài bão lớn.